Và đặc biệt nữa là gì? Phải giảm cái tinh bột, lượng tinh bột đưa vào cơ thể của cái người đái tháo đường nên bằng cái khoảng 50-60% người bình thường. Tốt nhất là nằm ở 50-50. Tức là... Mến chào các bạn, lại là Đinh Hiếu đây. Cái chủ đề ngày hôm nay đó là chế độ ăn giúp người bệnh đái tháo đường sống khỏe, không lo biến chứng. Thì theo cái báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, thì chế độ dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng trong cái việc điều trị đái tháo đường. Vậy người bệnh thì cần ăn uống như thế nào để duy trì được cái mức đường huyết an toàn, sống khỏe mạnh và không lo biến chứng? Thì người bệnh đái tháo đường cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng. Có rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường trước đó thường có lối sống ít vận động, thậm chí là béo phì, ăn nhiều cái chất béo và cái chất ngọt, ít chất gọi là ăn ít rau và trái cây, đặc biệt là hút thuốc, có uống nhiều rượu bia. Vì vậy, bên cạnh việc điều chỉnh lối sống, cần phải điều chỉnh ngay cái chế độ ăn uống để kiểm soát cái cơn bệnh của mình. Và kèm theo bốn cái điều mà Đinh Hiếu chia sẻ thêm bổ sung vào đây, đó là cái việc mình uống nước cho nó đủ, thì cứ 0,4 lít nước mình cứ nhân cho đơn vị là cái kg trọng lượng của mình. Ví dụ như 60 người nặng 60 kg thì phải uống ít nhất mỗi ngày là 4 lít với 2,4 lít nước cho một ngày, và chia nhỏ ra những lần uống trong ngày. Cái thứ hai nữa là phải đảm bảo cái thói quen về giấc ngủ, là mình phải ngủ trước 11 giờ và thức dậy sau 5 giờ sáng mỗi ngày. Kèm theo đó là cái chế độ vận động đâu đó khoảng 30 phút một ngày, làm sao đó cho nó có đổ mồ hôi ra là nó có kết quả các bạn. Kế bên đó đó là cái chế độ dinh dưỡng của mình. Thì trong cái chủ đề hôm nay, ở đây mình đã nói về chế độ dinh dưỡng rồi. Thì dinh dưỡng có thể bổ sung bằng thực phẩm và có thể bổ sung bằng những cái sản phẩm về dinh dưỡng để cung cấp cho nó đầy đủ chất hơn cho cái cơ thể mình. Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường thì cần điều chỉnh tùy theo cái mức độ bệnh. Người bệnh sẽ được bác sĩ tư vấn cụ thể. Bệnh nhân thì cần lưu ý cái cách ước tính trọng lượng của các loại thực phẩm một cách tương đối thôi, chứ không cần phải là mình đo cho nó chính xác. Tốt nhất là nên có thói quen ghi cái nhật ký ăn uống của mình mỗi một ngày và cái chỉ số đường huyết trong ngày để tiện theo dõi các cái và điều chỉnh. Thì ở đây là có những cái thông số, ví dụ như là nhật ký về ăn uống và các cái chỉ số đường huyết của các cái thức ăn. Thì các bạn hãy xem tiếp tục những cái video sau, mình sẽ chia sẻ cho các bạn là những cái thức ăn nào mà theo khuyến cáo để cho cái chỉ số đường huyết của mình nó nằm ở cái mức mà mình tầm trong cái kiểm soát của mình, để mà mình có cái cách mình ăn uống phù hợp hơn. Và đặc biệt nữa là gì? Phải giảm cái tinh bột, lượng tinh bột đưa vào cơ thể của cái người đái tháo đường nên bằng cái khoảng 50-60% người bình thường. Tốt nhất là nằm ở 50-50, tức là mình ăn so với cái cơ thể bình thường, thì ví dụ như mình ăn 2 bát cơm thì bây giờ mình chỉ ăn 1 bát cơm thôi, và phần còn lại là mình bổ sung những cái dưỡng chất khác. Người bệnh nên ăn các cái loại bánh mì không pha trộn với các phụ gia như bánh mì đen, gạo lứt, khoai tây, khoai sọ. Đấy là những cái thực phẩm nó rất là phù hợp. Và sử dụng thường xuyên các loại ngũ cốc thô, nguyên hạt, trà sát ít, vì cái lớp vỏ nó chứa có rất là nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe, nên mình cần phải bổ sung theo cái dạng đó. Cái thứ hai nữa là hạn chế thực phẩm chế biến sẵn. Điều này không phải chỉ là người bệnh đái tháo đường hạn chế, mà những người không có mắc bệnh về đái tháo đường, những người cơ thể bình thường thì mình cũng hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn như là thịt hộp, pate, xúc xích. Thay vào đó thì hãy ăn cá, trứng, sữa, các sản phẩm chế biến từ sữa, đậu. Các cái cách chế biến chủ yếu là luộc, nướng và hoặc hầm, chứ không nên chiên xào, vì nó có thể là nó có những cái chất béo nó đã bão hòa, bởi vì mình chiên đi chiên lại nó rất là nguy hiểm cho cơ thể của mình. Và cái người bệnh là cần đặc biệt nhất là bỏ cái thói quen hút thuốc lá,
hạn chế tối đa việc sử dụng là rượu bia, đặc biệt là cái nước ngọt có gas, nó chuyển hóa rất là nguy hiểm, kể cả đối với người bình thường. Thì còn một cái nữa phần đó là mình bổ sung là từ cái nguồn rau và trái cây tươi. Người bệnh thì tăng cường ăn rau xanh, trái cây tươi để bổ sung vitamin, đặc biệt là các chất xơ. Nên ăn cả các cả xác và ép lấy nước uống, vì chất xơ ở trong rau là một cái thành phần quan trọng. Nó giúp cho mình giảm lượng đường và làm chậm cái việc là hấp thu và không có tăng đường sau khi ăn. Và mình phải lựa chọn những cái sản phẩm, những cái loại mà rau trái cây mà nó có cái trữ lượng đường nó thấp luôn. Thì các bạn có thể tham khảo rất là nhiều thông tin ở trên Google, YouTube đều có hết. Không nên ăn các loại trái cây ngọt như là nho nè, thấy không, xoài, na, nhãn, vì những cái này nó có ngọt, nó chứa cái lượng đường nó khá là cao, nó sẽ ảnh hưởng đến đặc biệt là đối với những người mà đang bệnh về đái tháo đường. Một cái điều lưu ý nữa là mình không có bỏ bữa, không có ăn kiêng. Thực tế thì rất là nhiều cái người bệnh nhân khi mới chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường thì cái tâm lý của mình đó là luôn lo sợ về cái đường huyết, nên đã thậm chí là ăn kiêng và bỏ bữa. Điều này nó rất là nguy hiểm nha. Nếu như mà mình bỏ bữa hoặc ăn kiêng quá mức khiến cái người bệnh bị hạ đường huyết, khi đó nếu không được xử lý kịp thời thì nó có thể dẫn đến cái việc là mình bị hôn mê, tử vong đó. Bên cạnh là việc dùng thuốc theo cái chỉ định của bác sĩ thì việc xây dựng cái lối sống lành mạnh mình có chia sẻ ở trên đó, là nó là mạnh kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý, thì là những cái nguyên tắc cơ bản giúp cho không cả người bệnh đái tháo đường mà những người bình thường sống khỏe mạnh và phòng ngừa được những cái biến chứng do cái bệnh gây ra. Ok, cái video của mình chia sẻ những cái nội dung theo cái dành cho cái người bệnh đái tháo đường theo theo báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế cho cái người bệnh đái tháo đường, đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ bấm cái nút đăng ký theo dõi cái kênh này để mình hiểu biết hơn về cái cách mình áp dụng dinh dưỡng cân bằng, lành mạnh, và bên cạnh đó là áp dụng những cái lối sống cho mình khỏe mạnh hơn. Và như thế nào, tức là thân cường thì bệnh sẽ nhược, nó sẽ hạn chế được rất là nhiều các bệnh khác nhau, giúp cho bạn, gia đình của các bạn và những người thân xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại các cái video sắp tới đây ha. Bye bye.